Hello, xin chào các bạn. Hello. Hôm nay thời tiết đang mưa gió quá cho nên bọn mình không đi ra ngoài quay được nha. Thì hôm nay mình có nghĩ ra một cái trò chơi dân gian, đó là cái trò chơi mình sẽ làm là trò ống đốp nha các bạn nha. Không biết có bạn nào còn nhớ cái trò chơi này không, nhưng mà hai bạn này thì chắc là chưa biết đến cái trò chơi này. Cho nên hôm nay mình sẽ thử làm cái trò chơi này cho các bạn chơi, không biết là các bạn thì có thích hay không. Thì bây giờ mình sẽ cùng vào mình làm cho hai bạn này nhá. Tháp có thích trò chơi này không ạ? Tháp có, để bạn chơi con chim. Các bạn ơi, và đây bây giờ mình sẽ làm một cái ống đốt này thử xem là cái này có làm được thành ống đốt không nhá các bạn nhá. Mình nghĩ là làm được này, cái lỗ của nó rất là đẹp này, đúng không? Các bạn ơi, trò chơi này thì mình nghĩ là chắc chỉ có các bạn nào thế hệ 8X, 9X đổ về thì mới biết đến cái trò chơi này thôi. Còn đâu, các bạn 2K chắc là không biết cái trò chơi như thế này đâu. Tháp đã từng nhìn thấy trò chơi này bao giờ chưa hả Tháp? Chưa. Qua mạng cũng chưa được xem à? Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ vót cái que này để mình đưa vào cái đầu này nha. Để tí nữa mình sẽ dùng cái que này để đẩy các cái viên đạn ra nha các bạn nha. Bóp hết nước đi nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình thử cho cái giấy vào đây xem có bắn được không nhá các bạn nhá. Đây. Trò chơi này là ngày xưa là bọn mình thường chơi này. Bây giờ cho các bạn này chơi, không biết bạn thì có biết chơi hay không. Mình thử cho cái này vào đây xem có bắn được không. Cái viên đầu tiên thì bao giờ cũng là để một cái viên ở trên đầu này cho nên nó không ra nhá. Bắt đầu từ cái viên thứ hai này các bạn này. Bắt đầu từ viên thứ hai nha. Tháp thấy trò chơi này có hay không Tháp? Đây các bạn ơi, mình thử bắn nha. Đấy. Được rồi đấy các bạn ơi. Được rồi đấy, được rồi. Bây giờ hai bạn này thử bắn không biết có bắn được không này. Ấn mạnh. Ủa. Bạn Vi này vẫn chưa biết bắn này các bạn ơi. Ấy này bên khác đi xem nào. Ấy này. Bạn Thóc này thì vẫn đang nay hoay, cũng chưa chơi được thành thạo lắm. Cho ít giấy thôi, cho ít giấy thôi mới bắn được. Cho bớt đi một tí. Rồi bạn Thóc go thế được rồi, chọc xuống xem nào. Chọc sâu xuống một tí. Uấy, bạn thằng này bắn rất giỏi này. Xem bạn Bin có bắn được không? Ủa, bạn Bin từ đây vẫn chưa bắn được nào. Bin cho giấy vào lại xem có bắn được không nào. Bạn Bin này chưa bắn được phát nào này các bạn ạ. Bạn thằng này nhỏ hơn nhưng mà nghe có vẻ bắn rất giỏi. Đang xì rồi. Đang xì rồi, xì là bắn căng lắm. Bắn pin à? Ô, không kêu à? À, cái này nó bị kẹt vào trong rồi. Kẹt, đấy là một viên của nó mà. Là bạn pin này, bạn thử bắn đi xem có bắn được không. Từ nãy chưa bắn được cái nào, cho xuống dưới trong. À, cho xuống dưới. Phải gõ ở dưới mới được. Đấy rồi. Bạn này là trong dưới, không phải bắn được. Can't be
Đấy, bây giờ bạn phải bán được một quả này các bạn ạ. Này bạn thử đấy, bây giờ phải được một quả. Cho thêm giấy vào là mình kêu to nhá. Nó đang khi mà nó bắn được siêu to lắm. Đấy, đang chóc bắn rất giỏi các bạn ạ. Đấy, cho mình giải vào thôi, gõ gõ như chú vừa rồi đấy. Đấy, kêu là just like a spark that's breaking out, can't make a stop, can't turn back now, we know that there's no room for doubt, no we can't turn back now. Chơi này có ai không? Các bạn ơi, các bạn thấy trò chơi này vừa rồi các bạn chơi có thích không? Thế á, đây là một cái trò chơi dân gian mà ngày xưa bọn mình thường chơi nhá. Và bây giờ mình muốn làm lại cho các bạn để các bạn cảm nhận được các cái trò chơi ngày xưa nó như thế nào. Và các bạn cảm thấy thích không? Và các bạn nhỏ bây giờ thường thường là hay xem điện thoại hay là chơi điện tử nhá. Bây giờ các bạn muốn xem lại các cái trò chơi dân gian này hay muốn chơi lại rất là khó. Và ngày hôm nay bọn mình làm cái clip này muốn cho các bạn biết là các cái trò chơi này rất là vui mà rất là thú vị đối với các bạn nhỏ này nhá. Và video của bọn mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại vào các bạn vào video sau nhá. Bye bye.